để tạo ra sự riêng biệt nhằm hút khách trong thị trường trà sữa vốn đã bão hòa ở Sài Gòn. Các tiệm trà sữa liên tục đưa ra các biến cố mới mẻ và lạ lẫm. Thời gian qua, Sài Gòn đã xuất hiện hàng loạt các loại trà sữa mới như trà sữa xô, trà sữa bông còn, trà sữa bông đèn, trà sữa tháp, trà sữa ướp ngược. Và khi nhiều người còn chưa kịp làm quen với hết tất cả các loại trà sữa ấy, thì vài ngày gần đây, giới trẻ Sài Gòn đã có thể dịp xôn xao bởi một hình thức trà sữa mới, đó là trà sữa ly hai ngăn. Cụ thể, thay vì đựng trà sữa vào ly tròn bình thường, một chủ quán trên đường Hoàng Sa đựng trà vào chiếc ly nhựa hình tròn được chia đôi làm hai ngăn. Như vậy, thực khách có thể thưởng thức cùng một lúc hai loại trà sữa ở một ly, chưa xét đến hương vị và màu sắc của hai loại trà sữa sánh cạnh nhau đã vô cùng hút mắt. Theo chủ quán, loại hình trà sữa hai ngăn được mới xuất hiện tại quán vào ngày 13 tháng 7 và quán mình là nơi đầu tiên ở Việt Nam bán trà sữa theo kiểu này. Hiện tại quán có 4 vị trà sữa gồm trà sữa trân châu cơ bản, trà sữa Thái, hồng trà, trà đào. Mỗi vị trà sữa được bán từ 18 đến 25 ngàn đồng. Nếu thêm trân châu, thạch thủy tinh, bát bánh flan, xương sáo, mỗi loại phụ thu thêm 3 ngàn đồng nữa. Thế nên tùy vào lựa chọn vào trà sữa và topping và mỗi ly trà sữa hai ngăn có giá khác nhau. Chủ quán cho biết một lần tình cờ xem trên mạng của những người nước ngoài và thấy chiếc ly có hai ngăn độc đáo nên mình tìm hiểu để áp dụng và kinh doanh trà sữa cho quán. Tuy nhiên, quán gặp khá nhiều khó khăn khi ở thị trường Việt Nam không bán loại ly này. Mình đến nhiều cơ sở sản xuất thì họ từ chối vì không có mẫu ly này. Có nơi nhận làm nhưng bắt mặt phải đặt hơn 100 triệu đồng mới chịu làm. Theo họ, giá thành để làm ra một khuôn mới rất cao nên đều thể sản xuất vài ngàn cái ly rồi thôi. Vì thế ở trong nước chắc rất hiếm cơ sở sản xuất loại ly này. Chủ quán cho hay, sau một thời gian tìm tòi, quán cũng đặt được hàng ở các cơ sở sản xuất tận Đài Loan. Loại ly được làm bằng chất liệu nhựa cứng hơn ly giấy bình thường, cao khoảng 15 cm với đường kính khoảng 10 cm. Mỗi ngăn có thể chứa được khoảng 350 ml nước, tương đương với một ly trà sữa thông thường. Sau khi pha chế xong, mặt trên của hai ngăn được ép lại bằng giấy bóng để che kín, ngăn không cho trà sữa trào sang ngăn bên. Chủ quán bật mí, giá thành của mỗi loại ly này khoảng 3.000 đồng. Mới chỉ sau một ngày bán nhưng quán đã khá đông. Và dù không gian quán khá hẹp, nhưng nhiều bạn trẻ cũng dám để chờ được mục sở thị kiểu uống trà sữa mới lạ này. Thế nên riêng ngày đầu quán đã bán được hơn 300 ly. Theo thực khách thì loại trà sữa hai ngăn này lạ và khá hút thu hút, đặc biệt rất tiện cho những cặp đôi yêu nhau. Tuy nhiên do kêu một lúc hai loại nên giá hơi cao.